Xe cứu thương vô thẳng quán bánh mì khiến chủ nhà tim đập thình thịch. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một xe cứu thương đỗ trước quán bánh mì cùng dòng trạng thái. Đang ngồi bán bánh mì, mấy anh chạy từ xa chạy thẳng đến chỗ mình ngồi, làm giật mình. Đến giờ em vẫn còn run đó trời, cố lên Việt Nam. Thì ra, hai nhân viên y tế đến quán để mua bánh mì. Thấy vậy, chủ nhân clip nhanh chóng làm bánh gửi anh chàng đang ngồi trên xe. Khi đưa bánh cho chàng trai, chị đã không lấy tiền, như một cách để cảm ơn cho những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ nhân viên y tế này trong những ngày qua. Ngay lập tức, clip trên nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ đông đảo người dùng mạng xã hội. Ở dưới phần bình luận, nhiều tài khoản gửi lời cảm ơn chủ quán bởi hành động đẹp của chị. Ngoài ra, nhiều người lại dồn sự chú ý vào mái tóc ướt sũng cùng những giọt mồ hôi lan trên trán của chàng nhân viên y tế. Và theo dõi đôi mắt của chàng trai, có thể thấy anh chàng đang khá mệt mỏi. Nó còn toát lên sự vội vã, khẩn trương với mong muốn sớm quay về thực hiện nốt công việc. Bên cạnh đó, mặc dù chủ quán tặng anh chiếc bánh, chàng trai này vẫn cố giơ tiền ra khiến nhiều người chứng kiến không khỏi xúc động. Gần đây, Vũ Thị Ánh Thư đang là cái tên gây nhiều chú ý khi vướng vào một scandal nhạy cảm. Chưa dừng lại ở đó, câu chuyện cô từng phẫu thuật thẩm mỹ cũng được dân mạng bàn tán. Nhiều người phát hiện Ánh Thư từng nhận quảng cáo cho dịch vụ gọt hàm nâng cấp vào một trước khi chia sẻ nguyện vọng ghi danh vào Hoa hậu Việt Nam. Và trong một bức ảnh chụp ở quá khứ, cô để lộ việc chỉ sở hữu làn da ngăm đen vóc dáng chưa cân đối và gợi cảm như vài năm trở lại đây. Với khoảnh khắc chụp ở góc gần hơn, Ánh Thư chưa có những đường nét thanh thoát, xinh đẹp trên gương mặt như lúc đã nhiều người biết tới. Vũ Thị Ánh Thư sinh năm 1998 và từng là sinh viên khoa thanh nhạc của Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Dù học hát chuyên nghiệp, sau cô lại thử sức với vai trò người mẫu đóng quảng cáo và từng làm diễn viên đảm nhận vai phụ một số phim như Đại gia chân đất, Sinh tử, Về nhà đi con. Năm 2020, Ánh Thư đánh tiếng tham gia Hoa hậu Việt Nam. Từ hình ảnh, thông tin có xuất hiện trên trang quảng bá của cuộc thi và được đánh giá là ứng viên có nhan sắc cuốn hút, song cô lại không tham gia vòng sơ khảo. Chế tạo thành công mặt trời nhân tạo 120 triệu độ C. Mới đây, Tân Hoa Xã đưa tin các nhà khoa học làm việc tại trung tâm điều khiển của thử nghiệm Tokamak siêu dẫn tiên tiến, hay còn gọi là mặt trời nhân tạo của Trung Quốc, đã lập kỷ lục thế giới mới về việc đạt được nhiệt độ plasma 120 triệu độ C trong thời gian 101 giây và nó cũng đạt được nhiệt độ plasma 160 triệu độ C kéo dài trong 20 giây. NASA thông tin nhiệt độ lõi mặt trời là gần 15 triệu độ C. Như vậy, hai kỷ lục của mặt trời nhân tạo của Trung Quốc vừa đạt được có mức nhiệt trong 20 giây này gấp 10 lần lõi mặt trời tự nhiên và gấp 8 lần nhiệt độ mặt trời tự nhiên trong 101 giây. Kỷ lục thế giới mới này là một bước quan trọng trong quá trình chạy thử nghiệm lò phản ứng nhiệt hạch. Bạn nghĩ sao về kỷ lục này của mặt trời nhân tạo Trung Quốc? 41 độ C là nhiệt độ thực tế chúng tôi ghi nhận được tại một tuyến đường trên khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội trong bóng râm. Tuy nhiên đây chưa phải là mức nhiệt cao nhất. Khi mà di chuyển ra ngoài nắng nóng và đo sát mặt đường như thế này, nhiệt độ nhiều thời điểm còn lên trên 50 độ C. Nắng nóng gay gắt và kéo dài khiến cho người dân dường như hạn chế đi ra ngoài đường hơn vào thời điểm trưa và đầu giờ chiều. Bịt kín mặt, đeo kính, mặc áo chống nắng, dừng xe chỗ bóng râm. Thậm chí còn mang theo chăn. Đây là cách mà nhiều người sử dụng để đối phó với cái nắng bỏng rát khó chịu. Nắng nóng đỉnh điểm trên 50 độ C vào giữa trưa đã vắt kiệt sức của nhiều người. Đợt này là cái đợt nóng nhất của từ đầu mùa hè đến nay. Mọi người thì rất là ngại phải ra ngoài đường. Nếu như mà có ra thì mọi người cũng phải cố gắng mà đảm bảo cái giữ cho mình không bị mất nhiệt này, không bị nắng nóng quá, không bị cảm nắng. Giữ cho mình thật kín đáo để khỏi bị cháy ra. Với nhiều người phải làm việc ở ngoài đường như anh Lê Hoàng Tùng, đợt nắng nóng này thật sự gay gắt và khắc nghiệt. Mệt mỏi, kiệt sức và khối lượng công việc đã giảm đi một nửa so với trước vì nắng nóng. Trong cái tuần này ấy, thì nắng ngoài đường lên đến tận 45 độ. Đi ngoài đường nó mệt rồi, nhiều lúc cảm giác như kiểu nó bị say nắng ấy. Đi về đến nhà không muốn làm gì, chỉ muốn đi ngủ luôn. Đi ra hàng ngoài đường mà những cái chỗ nào mà không có bóng râm ấy, thì lúc chỉ muốn tách ra nhanh thôi, nhiều lúc chờ khách 10-15 phút coi như là gần như là mình cảm thấy mình chỉ muốn đi về luôn, không muốn làm nữa. Nhưng ngày trước thì đi làm còn buổi trưa còn hay ăn cơm, còn bây giờ buổi trưa là coi như là toàn uống nước không rồi. Thời tiết thì cũng nắng thì cũng phải chấp nhận theo cái mùa nắng và mùa mưa cũng phải chấp nhận, bởi vì cái nghề của mình là xếp ngoài đường thì không thể tránh được nắng mưa, thì cứ phải mũ kính khẩu trang kín cho nó đảm bảo khói bụi là thứ nhất, thứ hai là nắng nôi này thì cũng phải cố gắng thôi. Theo bản đồ dự báo, nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ sẽ còn kéo dài đến ngày 5 tháng 6, trong khi ở Trung Bộ chấm dứt muộn hơn.
Điểm đáng lưu ý, vào ban đêm trời vẫn rất oi bức, ngột ngạt, khiến cho cuộc sống và sinh hoạt của nhiều người dân bị đảo lộn.